lâu uh, chúng ta vừa mới thoát sâu nhưng mà nó khá là lag nên Rui sẽ cố gắng làm lại một cái clip cho anh chị và các bạn up lên kênh YouTube ha thì uh, chúng ta quay lại cái câu chuyện của BTC trong cái uh, cái thời điểm hiện tại ngày hôm uh, kia đúng không ạ ngày hôm kia chúng ta có một cái cây nến ngày rất là lớn và nó đã đạt được một cái đỉnh cao tức là tính vào cái dâu nến này đạt một cái đỉnh cao là 30.000 tròn. Trên sàn Binance 30.000 tròn ở một cái thông tin uh, fake news. Và chúng ta thấy rằng là trong thị trường này có rất nhiều các cái nguy cơ nhưng theo cái đánh giá của Rui ấy, cái fake news vừa ngày hôm kia nó không gây ảnh hưởng quá nhiều. Và có thể là chúng ta bị hơi bị sốc một chút thôi nên mọi người hay nhắn tin cho Rui hỏi nhưng mà hôm qua hôm kia Rui có không có thóc sâu được tại vì tuần này Rui uh, bận công việc gia đình nên là không có thể thoát sâu được, đến bây giờ thì cũng chưa quay lại văn phòng. À, cái quan trọng nhất bây giờ là gì? Đó là chúng ta nên cập nhật lại cái tình hình của BTC ở cái thời điểm hiện tại. Là BTC nó chạy như thế nào và đến cái khúc nào rồi. Thế rất nhiều người quan tâm cái con đường đi của BTC trong cái thời gian từ bây giờ đến cuối tháng 10. Thì chúng ta nhìn này. Để mà BTC tăng nhé thì cái sóng của BTC nó không có được hoàn chỉnh. Và chúng ta thấy rằng khả năng đây sẽ tỷ lệ cao hơn là đây sẽ là một cái sóng điều chỉnh Vẫn đang nằm trong sóng điều chỉnh Và có thể uh, chúng ta phải rất là cẩn trọng với cái sóng này Đừng có bị lừa Có thể nhá là cái sóng này nó sẽ tiếp tục tăng lên cao hơn một chút đó, Tăng lên cao hơn một chút Phá vỡ cái vùng màu tím này Rui có chia sẻ với anh chị khá là nhiều rồi đó Là cái vùng 29.000 uh, 29.000 là cái vùng màu tím này có thể phá và fake lại một lần nữa À, cuối cùng mới tiếp tiếp tục đi xuống. Bởi vì ở đây ấy, nếu như mà tính ra là sóng đẩy tăng ấy, thì chúng ta cần phải có một sóng một hoàn chỉnh sóng là năm sóng. Nhưng ở đây ấy, hoặc là một cái mô hình nào đó. Nhưng ở đây là sóng một nó chỉ mới có ba nhịp thôi. A, B, C. Đó, A, B, C đây anh chị ạ Và có thể là chúng ta đang nằm ở trong cái sóng này là sóng C. Tỷ lệ là chúng ta đang chạy nốt cái sóng C này thì tiếp tục đi xuống nữa và nếu như không có những cái tin tức hay là những cái điều uh, điều gì đột biến xảy ra thì chúng ta sẽ thấy rằng trong tháng 10 này chúng ta sẽ vẫn tiếp tục là nằm ở trong cái phạm vi sideways, uh, sideways sideway từ cái khu vực là khoảng khu vực 29 xuống cái khoảng khu vực là 25. Uh, chúng ta sẽ chưa khả năng là chưa thoát được cái khu vực này trong tháng 10. Có thể là dướng lên một chút xong đó fake cái là đi xuống tiếp. À, thì ở đây chúng ta đếm lại cái sóng ở đây là 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 này Chúng ta có 5 sóng này Thì sóng này là sóng A này, sóng B này, sóng B là 3 nhịp này Thì trong cái sóng B này có ABC thì sóng A là 3 nhịp này, sóng B này ABC là 3 nhịp này Thì đây là 3, 3 và khả năng cái thằng này là 3 hay 5 thì cũng chưa biết à, Nhưng chúng ta vẫn đang thấy rằng cái tỷ lệ rằng cái sóng này tiếp tục sẽ là sóng Tiếp tục sẽ là một cái sóng là điều chỉnh uh, chạy sóng C. Và chúng ta sẽ thấy là sang khả năng cuối tháng 10 hoặc là sang tháng 11 chúng ta vẫn thấy là BTC khả năng vẫn tiếp tục xuống nữa. Và nếu như BTC kết thúc cái đỉnh này. Kết thúc cái đỉnh này. Phá vỡ cái đáy 25 ngàn. Tức là chúng ta nhìn đây này. Thì nó sẽ tạo ra một cái vai đầu vai đúng không ạ? Một cái vai đầu vai. Khi mà... BTC nó chỉ điều chỉnh lên khoảng tầm 29.2 Đây là Fibo 61.8 Có đúng không? Đúng rồi, 61.8 Chuẩn luôn, chính xác luôn 61.8 là hợp lý cho cái mô hình vai đầu vai Cũng có thể là chúng ta cầm cái kênh song song này Chúng ta đo Và cái target thì Đâu đó khoảng tầm khu vực 19-18 ngàn Nếu như chạy vai đầu vai thì target khoảng khu vực 19-18 ngàn Bây giờ mình cứ cầm cái kênh song song này mình đo đi Đúng không ạ? cầm xong xong mình đo đi rồi cầm cái khu vực này đúng không ạ à, ví dụ như break ở đây break ở đây hoặc là mình cầm khi phá vỡ đáy này mình cầm luôn cái thằng này là cái đỉnh đúng không ạ cái đỉnh của vai đầu vai cũng được đấy là khu vực khoảng tầm 18 ngàn chuẩn luôn đấy ạ cái khu vực này là cái khu vực mà có lẽ là rất nhiều người mong chờ để để gom đấy và anh chị nên nhớ là cho dù cái nhịp tăng vừa rồi nó tăng rất là mạnh nhưng nó vẫn đang nằm trong khung một kênh song song nhỏ điều chỉnh này anh chị bật kênh 4 giờ anh chị nhìn thấy rất là đẹp nó điều chỉnh này và rất là chuẩn nhá nó về test lại cái khu vực này điều chỉnh cái khu vực này là cái khu vực 29.200 nó đồng thời là đường giữa của kênh song song lớn nó đồng thời là cái kháng cự Fibo và những cái khá, những cái kháng cự quá khứ Đấy, anh chị thấy không cái vùng 29 hai này là một cái vùng phản ứng giá rất là rất là nhiều Và cái quan trọng nhất mà chúng ta biết là trong cái tuần trước ấy, Rui có chia sẻ với anh chị là tìm được vài cái nến không dầu ở đây là nó lấp luôn cái, cái nến không dâu rồi nhá Nếu anh chị xem tóc sầu của Rui là hiểu cái nến không dâu là gì Thì bây giờ nó lấp luôn nến không dâu và tỷ lệ lấp nến không dâu là gần như là tuyệt đối Gần như là chúng ta thấy cái sự chính xác của nến không dâu Đúng không ạ? Và chúng ta còn một vài cái nến không dâu khá là cao nữa Có thể là trong tương lai nó sẽ sẽ lấp ở trong cái chu kỳ tới Nhưng trước mắt là chúng ta thấy là nến không dâu gần nhất trong khung 1 giờ Thì đã bị lấp rồi Đấy khu này Đó Ở đây hội tụ rất nhiều các cái kháng cự Vậy nếu như cái trường hợp là BTC nó break Phá vỡ cái kênh uh, Song song màu trắng này đúng không? Đó. Song song màu trắng này Thì chúng ta sẽ thấy gì thì uh, Rui nghĩ rằng nếu như mà để mà BTC phá vỡ phá vỡ kinh song song màu trắng này thì chắc là phải có một cái tin nào liên quan đến etf hay là cái gì nó 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 phải đủ mạnh Còn bây giờ thì Rui nghĩ là cái tỷ lệ cao hơn là nó sẽ tiếp tục xuống uh, tiếp tục xuống quay lại cái vùng uh, 25.000 test lại phát nữa xem có phá hay không uh, xem có phá hay không để tạo ra mô hình uh, vai đầu vai hay là phá vỡ kinh song song nhưng mà bây giờ cái thế cục của chúng ta chúng ta thấy gì cái đường line của chúng ta đường line, đường line tăng của chúng ta đúng không ạ cái trend tăng của chúng ta này VTC về test đúng chen tăng thì hội tụ rất nhiều các cái kháng cự ở đây Đó, thì tỷ lệ là xuống vẫn là nhiều hơn các chỉ số bây giờ nhá ở trong các chỉ số bây giờ thì rui đang thấy rằng khả năng ấy nếu như tạo phân kỳ đỉnh ở cái khu vực này Đấy, anh chị thấy không ạ nếu như tạo phân kỳ đỉnh trong đến ngày ở trong khu khu vực này thì chúng ta vẫn thấy là à, đây, anh chị thấy đỉnh này đúng không ạ à, chúng ta thấy đỉnh này đúng không ạ đó đỉnh đỉnh này vẫn cao hơn này đó, đỉnh này vẫn cao hơn cái cụm đỉnh này này đó, khả năng này thằng này ấy, nó vẫn còn một cái nhịp dướn nữa Đấy, trong nến ngày chúng ta thấy là các chỉ số đang khá là đẹp và có thể là btc còn nhịp dướn nữa nhưng chưa chắc là cái nhịp dướn tăng lại nó sẽ phá vỡ cái vùng màu tím này đâu có thể là nó dướn lên nhá hàng đỉnh sau đó mới tụt phá cái khu đáy này nhìn đến 4 giờ mà phá khu đáy này thì chúng ta hiểu luôn câu chuyện đó đúng không ạ thì chúng ta thấy ạ là cái khu vực này nó có thể là dướn lên quay lại test lại cái khu vực đỉnh này sau đó là phá vỡ cái vùng này và tiếp tục là tụt xuống đó. thì đó là cái kịch bản mà tôi nghĩ là hợp lý cho cái hiện hiện trạng của BTC ở giai đoạn hiện tại và trong tháng 10 này có lẽ là không có nhiều quá quá nhiều thứ tốt cho ancoin tại vì ăn coi của chúng ta nó đang rất là mỏng manh anh chị và các bạn ấy, lưu ý là chúng ta trade ăn coi chứ còn nếu anh chị và các bạn chờ uh, để mà anh chị mua ăn coi thì những cái vùng hiện tại là anh chị bắt đầu gom 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 dần gom những cái ăn coi dần thì chúng ta có thể có một cái vị thế nó tốt dca dần chứ mình không biết đâu là đáy cả mình cứ dca dần đi tại vì ăn coi của chúng ta đang dò đáy mọi thứ vẫn đang khá là thuận lợi với là cái việc là chúng ta Đổ tiền vào chúng ta gom trong cái giai đoạn hiện tại Thì nó khá là thích hợp rồi Không cần phải uh, sân si quá nhiều với thị trường Mình cứ gom dần, gom dần, gom dần Cho đến khi nó tăng thì mình gom nhiều hơn Tức là nó xác nhận, nó tăng, chạy đủ sóng, nó tăng Thì mình sẽ gom nhiều hơn Đó Thì cái tình trạng của BTC là một cái khá là nhạy cảm uh, Rui hôm nay, Rui thoát sâu là chỉ có cảnh báo anh chị và các bạn À, cảnh báo anh chị và các bạn là chúng ta nhìn thấy là sóng của nó đang khá là chuẩn đấy ABC và hiện tại khả năng khu vực 29.000 à, đến 30.000 là cái khu vực kết thúc sóng C này và tiếp tục đi xuống quay về lại cái vùng 25 trước sau đó phá vỡ vùng 25 và tiếp tục đi xuống vùng 19 18 thì như vậy là chúng ta thấy là như vậy là phải mất đến tháng 11 có khi sang tháng 12 chúng ta mới nhìn thấy là sang tháng 1 năm sau cơ. Như khả năng thì chúng ta thấy là cái plan này là plan xấu rồi nếu như không có chuyện gì xảy ra, đó. nếu không có chuyện gì xảy ra quá là đột ngột. Đấy. Thì cái, cái kế hoạch này là cái kế hoạch giúp cho anh chị à, cái góc nhìn này là cái, cái góc nhìn giúp anh chị cẩn trọng thôi. Còn có tín hiệu tốt là mình vẫn nhảy vào mình chơi bình thường. Đó, tại vì an coi, an coi bây giờ ấy nó đang nằm ở trong cái vùng khá là thấp. Nếu như có tín hiệu tốt chúng ta nhảy vào chúng ta chơi vẫn có cái khoản lợi nhuận. Nhưng mà BTC phải xác nhận ít nhất là BTC phải xác nhận phá vỡ cái đỉnh 31.800 Thì lúc đó chúng ta chơi mới yên tâm được Chứ còn ấy, nó vẫn quanh quẩn ở dưới 29.000 Thì chúng ta chơi anh chị thấy không? ăn à, coi về lại ngay vùng luôn Tức là nó cho dù BTC nó nó flat lên rất là mạnh mẽ Nhưng mà ăn coi không tăng Và nó bây giờ nó đã quay lại cái vùng cũ rồi Quay lại vùng đáy rồi đó, đa phần ăn coi là quay lại vùng đáy tức là ở đây chúng ta đang thấy rằng cái tình trạng ăn coi của chúng ta đang khá là mong manh đó phải có một cái lực rất khoát phá vỡ vùng 31 ngàn nó thì chúng ta mới chơi được chứ còn bây giờ ấy nó vẫn quanh quẩn dưới vùng 29 tức là nằm ở giải dưới của kênh song song lớn này thì chúng ta không chơi được đó thì cái plan là hướng A tức là cái hướng mà cao xác suất cao nhất là sẽ khả năng BTC đang chạy sóng B và nó sẽ tiến sau cái sóng B này sóng B này thì nó sẽ tiến lại quay lại test lại vùng 25 một lần nữa và khả năng khi mà test lại vùng 25 một lần nữa khả năng nó sẽ phá tạo ra một mô hình vai đầu vai đó, đó là cái 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 mà Rui chia sẻ với anh chị và các bạn trong cái khúc này nhưng Rui vẫn khẳng định với anh chị và các bạn rằng nếu như anh chị và các bạn đang muốn đầu tư crypto trong giai đoạn này thì hãy nạp tiền vào USDT đi và chúng ta hãy chớp lấy cái thời cơ trong từ bây giờ đến đầu đầu cái quý 1 năm 2024 để chúng ta gom dần và có cái kế hoạch gom rất là chi tiết rất là là, là rất là chặt chẽ ở đó thì chúng ta sẽ có một cái vị thế tốt hơn những cái người mà vào sau nhưng chúng chứ chúng ta không thể biết đâu là đáy bây giờ chúng ta gom gom dần gom dần thì chúng ta không bị quá là Uh, gom quá là xa, chúng ta vẫn nằm ở trong cái tầm kiểm soát, có thể là anh chị vẫn lỗ khoảng tầm lỗ tạm thời nhé, nhưng mà đây là lỗ ngắn so với là những cái người trước đó khoảng tầm vài năm, tức là chúng ta có một cái vị thế tốt hơn những cái người trước đó rất là rất là nhiều rồi, hai năm trước rồi, thì chúng ta tốt hơn rất rất là nhiều đối với làn coi gần như là anh chị đã quay lại cái vạch xuất phát của cái chu kỳ tăng trước đó rồi, đó thì có những con còn sâu hơn cái bạch xuất phát của nó nữa thì có lẽ là cái cơ hội này là dành cho những người còn cái số vốn và chúng ta mới tham gia thị mới đầu tư thêm vào trong cái thị trường nhớ rằng phải có một cái kế hoạch nhá chứ còn bây giờ mỗi người sẽ có một kế hoạch riêng rồi không thể tư vấn cho anh chị và các bạn chi tiết được này, sẽ có một vài buổi cá nhân nếu anh chị muốn thì nuôi sẽ tạo ra một vài buổi cá nhân để tư vấn thêm cho anh chị và các bạn nếu ai cần thiết rồi cái talk show ngày hôm nay đến đây là tạm thời chúng ta không có nói quá nhiều về coi chúng ta chỉ nói về BTC thôi và rất mong cái talk sâu này có thể giúp cho anh chị và các bạn có một cái góc nhìn nó thực sự là rõ ràng hơn và cái uh, nâng cao được cái tinh thần của anh chị và các bạn tránh bị FOMO hay là tránh bị uh, sốt ruột quá. Bye bye anh chị, chúc anh chị ngủ ngon ha.